Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVN và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày và đêm hôm nay, hầu khắp các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang hay là Yên Bái vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp nên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Mưa xuống tiếp tục mang đến thời tiết mát mẻ cho toàn miền Bắc với mức nhiệt ngày thấp chỉ khoảng từ 25 đến 28 độ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Dự báo đợt mưa diện rộng lần này ở miền Bắc sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến đầu tháng 6. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay, phần phía Bắc miền Trung mưa cũng sẽ giảm dần về cường độ. Mưa vừa có nơi mưa to chỉ xảy ra ở một vài nơi ở Thanh Hóa và phần phía Tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn các nơi khác của miền Trung mưa ít trời nắng ráo. Vùng từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng sẽ tăng khoảng từ 32 đến 34 độ. Lưu xuống ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoặc đồng mạnh, trong chiều và tối nay, mưa dông sẽ lặp lại ra nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, ở khu vực Kon Tum, Gia Lai và miền Đông Nam Bộ hay là các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau sẽ là những nơi tập trung nhiều điểm mưa vừa mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ ngày hôm nay ở cả hai khu vực không cao. Ở vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến 30 độ, còn ở các tỉnh thành phố Nam Bộ thì nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam mạnh cấp 4, mưa dông cũng sẽ xảy ra ở mức rải rác. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông nhiều nơi. Tầm nhìn xa thấp chỉ từ 4 đến 10 km, có gió Tây Nam mạnh cấp 4 đến cấp 5.